lưu và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại đơn vị, hướng tới việc phục vụ nhu cầu giải trí, hội thụ các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đạt chất lượng cao của quần chúng nhân dân, tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023. Và hôm nay là ngày thứ hai của hội diễn chúng ta. Và đến tham dự chương trình hôm nay, ban tổ chức vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo kỳ của ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn từ đồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đến tham dự chương trình. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Lê Trung Hảo. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Đoàn Thanh Minh, giảng viên thanh nhạc Nhạc viện thành phố. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Hoài Nhật Linh, hội viên hội âm nhạc thành phố. Trân trọng giới thiệu biên đạo múa Đắc Lộc, hội nghệ sĩ múa Việt Nam, quyền phó giám đốc trung tâm văn hóa quận 5. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho một... đêm đêm
trăng và ôm xuống ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phúc mình. Mây trời mừng quê.